đất ơi, sao kỳ vậy? Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Cái anh này suy nghĩ gì bạn á, cũng em cũng giống anh. Mà em suy nghĩ gì, anh cũng giống em. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Wow. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi, bạn nữ mình giới thiệu đi bạn. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh với khán giả ngồi trường quay cũng như khán giả xem chương trình truyền hình. Em tên là Trần Ngọc Thu Ngân. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán của em là ở tỉnh Long An và hiện đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Chà, làm nhân viên ngân hàng mà tên Thu Ngân nữa. Thấy là thấy tiền vô như nước rồi ha. Rồi, và bạn trai giới thiệu mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê em thì ở Cần Thơ. Em xin hết. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em nay em 33 tuổi. 33 tuổi lấy vợ được rồi ha. Bạn làm nghề gì ở Bình Dương? Dạ em làm bên quản lý sản xuất. À, quê Cần Thơ đó. Dạ. Mình lên Bình Dương mình sống với ai? Dạ sống một mình. Có mấy mối tình rồi? Trước đây có một mối tình thời học sinh. Mới đây có không? Dạ không. Trời đất ơi. Từ khi mà em ra trường giờ thì em đi làm. Cứ nghĩ là tình duyên thì nó khi nào nó đến nó sẽ đến. Rồi cứ lay quay cứ đi làm, đến bây giờ thì quay lại thì thấy cũng lớn tuổi rồi. Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Dạ có chị. Bạn gái thì sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thật sự em chưa trải qua mối tình nào hết á chị Tường. Trời đất ơi sao kỳ vậy? Mình thích con trai không? Dạ thích chương trình mới tham gia đó chị. Bao nhiêu năm là có ai đeo đuổi mình không, hay là mình có để ý ai không, hay là hoàn toàn cái lý do đây á, thật thân em á, là do cái môi trường làm việc cũng như là tính chất công việc của em. Đi làm sáng sớm tinh mơ, tối chiều tối mới về. Với lúc em rảnh thì em làm gì? Thường em đi làm về xong em nấu nướng xong em nghỉ ngơi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì nếu mà người nào lần đầu tiên gặp mặt em thì sẽ nhận xét em là ít nói, hiền. Nhưng mà thật ra em cũng không ít nói đâu. Nữ công gia chánh là em biết làm hết. Chứ ở nhà không mà không làm được nữa là thôi luôn ạ. Nói chung thì em là người rất là cầu tài trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em ưu điểm là ham học hỏi và nói chung thích làm việc thì làm cái gì cũng tới nơi tới chốn. Hai nữa em cũng không hút thuốc, không uống rượu. Rồi cái nhược điểm của em thì hiện tại thì em cũng đang trong công việc đôi khi bị tình cảm nó chi phối á, ví dụ như về mình thay vì mình xử lý vấn đề đó nhưng mà thấy tình cảm cái mình xem xét lại, nói chung mình sẽ giảm nhẹ. Đúng. Cái đó cũng tốt mà, đâu sao đâu. Bạn sẽ muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình đó thì có thể là da trắng trắng xíu, tóc dài, có giọng nói là dễ thương. Giống như bạn nữ bên kia thấy cũng tốt á. Thấy hồi nào? Em thấy hồi nào? Nghe nói. Em thấy hồi nào? Em nghe giọng thấy tưởng tượng là dễ thương. Nghe giọng mà biết bên đây trắng trẻo luôn hả? Tóc dài luôn hả? Không, cái giọng nghe dễ thương chị. Hay quá. Bạn gái thì sao? Mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Nói chung là người em nó hơi truyền thống chị. Em thích con trai á, ngoại hình cả cao hơn em một cái đầu. Cả về nghĩa đen vẫn nghĩa bóng. Bạn đó cao khoảng 1m65 là được rồi. Nhìn có vẻ là em ngưỡng mộ cái sự giỏi tri thức của người đó. Giỏi rồi, bên đây chắc chắn giỏi rồi, bên ta quản lý sản xuất mà. Dạ. Chứng minh sự ngưỡng mộ em quản lý bao nhiêu lính? Ở quản lý khoảng 150 người. Thấy wow. Chưa? Em thích tóc trẻ 73. Không biết ai bên kia tóc có trẻ 73. Trẻ không không. Là sao, là không có tóc hả? Trải ngược hết trơn á, không có cái nào. Trời, cái tóc đó mình có thể là uống nắng theo ý mình được mà. Dạ. Kỳ, thích mái tóc 73 hả? Dạ đúng hả, giống như tóc của anh Linh á anh. Anh Linh làm gì có 73. Dạ, cái kiểu nghiêm chỉnh như thầy giáo á chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều, không hút thuốc. Em đăng ký chương trình là em nói là nghề nghiệp thì em muốn là không làm ngành xây dựng. Tại vì em thấy ngành xây dựng là mấy bạn nam uống rượu rất là nhiều, em không thích. Ngành nào ngành chứ, người ta uống là người ta uống, mà không uống là không uống. Em ơi, em nói vậy cũng không có đúng nữa. Dạ. Mấy ông quay phim với ngành quay phim uống còn hơn ngành xây dựng nữa. Em không thích con trai sống ảo chị. Làm cái gì cũng chụp hình rồi đăng lên Facebook á chị. Đăng là liên tục với tần suất nhiều á. Mà em có đăng không? Dạ không, em không đăng những cái gì mà em cảm thấy nó vui, em muốn chia sẻ với mọi người là em mới đăng thôi. Rồi, được rồi. Đi qua chị coi kiểm tra nha. Dạ, chị coi giùm em coi là ảnh có nhuộm tóc không? Ủa? Là không thích hay là thích? Không thích chị. Không 73 thì từ từ trải nha em. Không được nhuộm. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh ạ. À. Chuẩn nha. Chuẩn, hơi bị chuẩn á. Được, rất là chuẩn, hợp lý. Có cái điều gì anh không thích ở người phụ nữ không?
Em không thích bạn nữ mà phải nói nhiều, càm ràm như sống, tính cách mạnh quá thì em cũng không thích. Thích nghiêng về hơi truyền thống, nhẹ nhàng chút xíu. Tóc tai thì nói chung đừng có lèo lẹt quá. Thấy cơ bản là cặp này có vẻ xứng đôi nè. Được rồi, em sẽ đồng ý, em tiến tới em gả luôn chị. Trời ơi, quá được cho em. Trời ơi, em không được là nhiều người dưới được lắm á. Đàn trai, xin quá lỗi được. Đàn trai chúng tôi lúc nào cũng quá được hết á. Để coi, qua đàn gái coi sao. Dạ, cho anh Linh rồi. Dạ. Làm ngân hàng đếm tiền suốt luôn hả? Dạ đúng rồi anh, đếm tiền của khách luôn anh. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ thích mà chút chút thôi. Mới mức độ vừa phải thôi anh, đừng có làm quá. Thích như là quỳ gối đồ em không thích, đứng dưới mưa đồ em không thích đâu. Dạ. Bệnh chết em ha. Dạ. Đứng giữa trời nắng được hả? Em nói chung là cái kiểu em cũng không có cần mà phải là soái ca hay ngôn tình gì đó. Dạ, chỉ cần người thực tế là được rồi. Anh bên đây cũng thực tế đấy. Dạ. Nhưng mà trong công việc á, anh quản lý tới 150 người thành ra là cũng hơi khắt khe, khó tính đó nha. Dạ. Em có thích đàn ông kỹ tính không? Dạ thích. Vậy là đúng hợp với em đấy. Dạ. Được thì được rồi đó. Anh bên đây hơi bị soái ca đó nha. Không sao, không gặp này được thôi. Bây giờ mình được sẽ rồi. Gặp hỏi người thân đi để xem họ có ý kiến như thế nào. Em có đi với ai không nè? Em đi với lại nguyên một bạn nhóm của em đó nha chị. Chào 500 chị em bên kia. Rồi, bây giờ ai đại diện nhận xét anh chàng bên đó cho bạn mình nghe nè. Dạ, em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Rồi. Con là em gái của chị Ngân. Em ruột hả? Dạ, em ruột của chị Ngân. Rồi. Em nhận xét anh bên đây là chững chạc, hiền, có vẻ là hơi nhút nhát. Nếu mà em đánh giá thì là phù hợp khoảng 80% yêu cầu của chị em. Anh cho em hỏi một câu hỏi là, ví dụ anh ở Bình Dương, anh có thể sắp xếp cái thời gian cho một tuần đó khoảng bao nhiêu lần là có thể dẫn chị em đi chơi ở dưới thành phố ạ? Cái anh công việc của anh thì nói chung anh có thể chủ động sắp xếp được. Một tuần thì có thể 2 hoặc 3 ngày thì anh có thể sắp xếp công việc. Anh cũng hay cũng thường đi về trên Sài Gòn này nhiều, nên không có ảnh hưởng gì nhiều. Anh là con trai thứ mấy trong gia đình ạ? Thứ tư, nhưng mà cũng là con trai một trong gia đình. Tại nhà em có hai chị em gái nên là cũng khó khăn trong việc ở dâu với anh. Cái ở đây thì anh không có quan trọng là ở rể hay là ở làm dâu. Mình công việc là mình đi làm, mình có cuộc sống tạo dựng tương lai sự nghiệp riêng. Rồi khi có thời gian thì mình hai bên mình về thăm gia đình trong những ngày rảnh hay là những ngày lễ gì đó. Dạ, duyên là do chương trình đã tạo cho hai anh chị. Em hy vọng là hai anh chị cho nhau một cơ hội bấm nút để làm quen với nhau. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái ha. Trời, mời nhà trai, hôm nay mình đi với ai? Em có đi với ba mẹ rồi mấy anh chị. Xin trân trọng kính chào, dạ, chào các chú. Tường, Quyền Linh và tất cả bà con tham dự chương trình hôm nay. Tôi là ba của Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa. Dạ. Thì lần đầu tiên đến đây chương trình thì nhìn qua cái vóc dáng của cháu gái thì thấy là nước da trắng, gương mặt là xinh xắn, giọng nói thì cũng có nhiều truyền cảm. Dạ. Thì tôi mong rằng là sau mà 2 phút mà hai đứa để mà trò chuyện đó, thì mong rằng hai đứa sẽ là bấm nút. Dạ. Để từ đó về sau là có cái sự là trao đổi, nếu mà thuận Mỹ thì có lẽ là cuối năm nay sẽ tiến đến hôn nhân. Wow. Con cảm ơn bác đã nhận xét tốt về con. Thì lần đầu tiên gặp hai bác thì con cũng gửi lời thăm sức khỏe hai bác luôn ạ. Cảm ơn. Bởi vì tôi có mình nên nói anh trai à, ba đứa con gái gả hết rồi. Dạ vậy giờ bác có cần làm dâu gì không bác? Cái tuổi trẻ bây giờ thì mình cũng nên là cần có cái sự lúc còn tuổi trẻ đó thì mình gắng phấn đấu trong công việc để sau này là có tạo dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình. Còn cái làm dâu thì tôi không quan trọng. Dạ. Cảm ơn gia đình mình ạ. Cảm ơn. Rồi, kéo màn lên. Cố gắng trong 2 phút nha, được cuối năm cưới luôn. Bắt đầu bạn. Dạ chào bạn. Cái chương trình mình có món quà này tặng bạn. Dạ. Em đi anh em đi anh. Anh Linh hỗ trợ giùm em chút xíu thôi. Cảm ơn. Cảm ơn Linh. Quà đẹp quá. Anh có món hoa này tặng em. Thì cho anh nói xíu, đây là bó hoa, không phải là hoa tươi, hoa sáp. Anh hy vọng là cái bó hoa này nó sẽ lúc nào nó cũng tươi xinh như là cái kỷ niệm mà của mình gặp hôm nay ha. Dạ. Cảm ơn anh. Đám cưới em anh làm để phụ được. Dạ được anh. Được ha. Được. Cái học tặng dạ. Anh đó. Này tặng anh ha. Cảm ơn em. Dạ. Đó giờ chưa ai tặng tôi hoa sáp này luôn. Ngưỡng mộ quá. Mai mua đèn cày làm cho. Đẹp quá. Thường ví dụ như khi mà mình đi chơi thì em thích đi những cái nơi nào? Đi chơi em thích đi xem phim. Dạ đi cà phê nghe nhạc. Nghe nhạc trữ tình nhẹ nhàng vậy đó anh. Dạ còn anh thì sao? Giống như sở thích của anh. Hay quá. Trong tình yêu thì anh thấy theo anh á thì điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là mình phải tin tưởng nhau.
Và thứ hai nữa là mình phải biết như là nghĩ tới cái hướng tương lai. Dạ đúng với suy nghĩ của em. Em thì em muốn là trong tình yêu không chỉ chúng ta có tình cảm giữa hai người với nhau mà còn phải có sự phù hợp giữa hai bên về mọi mặt. Nói chung thì anh cũng đang có suy nghĩ gì đó. Hai người này hợp lắm mà nha. Cứ anh này suy nghĩ gì bạn á cũng em cũng giống anh. Mà em suy nghĩ gì anh cũng giống em. Anh có thuộc tiếp người gia trưởng không? Không, anh không phải gia trưởng. Anh có hay kiểm soát không? Anh có hay ghen không? Ghen thì rất là ít chút chút thôi. Nhưng cái nào mà mình cảm thấy như là nó bất bình thường mình mới ghen chứ. Dạ, ví dụ như nếu em cũng vậy. Nếu mà anh mà tạo niềm tin em thì em cũng không có thể hiện cái sự ghen. Rồi, hãy nói một câu thật tình cảm để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nhìn về ấn tượng em thì anh thấy rất là thích. Anh hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ được kéo dài mãi mãi. Dạ, đúng rồi. Một cô gái rất là xinh xắn bên kia đang chờ bạn. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau các bạn. Đẹp đôi quá nha. Rất đẹp đôi. Một anh chàng quản lý, một cô gái làm ngân hàng. Hãy xem phim thật nhiều để có thời gian trò chuyện với nhau. Với cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ. Dạ, anh xin cảm ơn chương trình ạ. Anh muốn em nói gì với hai bác từ Cần Thơ lên? Thì con cũng hy vọng là tụi con cũng sẽ gắn bó trong thời gian tới. Và con có thể là một thành viên trong gia đình của mình. Nắm chặt tay nào Khoa. Điểm yếu của em quá trời luôn. Liệt cho em một lít là chắc anh đó chắc bỏ bè luôn. Bạn trai có gia trưởng không bạn? Em không chị ạ. Nói còn ngại mà gia trưởng gì nói. Dạ cái đó chắc về em sẽ cải tạo thêm. Cải tạo thêm. Đẹp đôi, cặp đôi rất xinh xắn. Cặp đôi này em nghĩ là sẽ đi đến hôn nhân đấy anh ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi đi bạn. Mời em ngồi. Rồi chúng ta giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Linh. Em được sinh ra ở quê nghèo giữa đồng bằng sông Hồng, cái nổi tiếng là dân ca quan họ Bắc Ninh. Bắc Ninh luôn. Vâng. Tên là Linh. Vâng. Ở Bắc Ninh. Vâng. Nhìn cũng xinh xinh. Em hiện nay thì đang làm việc tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mà Linh bao nhiêu tuổi bên đây chưa nghe? Dạ em sinh năm 90 chị ạ. 27 tuổi. Vâng. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, trước tiên thì em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thái Thị Linh Thảo, năm nay em 26 tuổi. Nghề của em là kiến trúc sư ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì em? Dạ thì điểm yếu của em là quá trời luôn. Chắc liệt kê nguyên một lít là chắc anh đó chắc bỏ bè luôn. Gì ghê vậy em? Điều thứ nhất là em hơi nóng tính. Thứ hai là em hơi thẳng thắn. Cái thứ ba là khi tiếp xúc với người nào đó mà đầu tiên thì tiếp xúc một hai lần thì em thấy ngại á, không giỏi tiếp xúc. Thế mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình vậy. Khoảng 5-6 năm gì đó. Khoảng 5-6 năm rồi hay là chia tay 5-6 năm rồi? Chia tay 5-6 năm rồi. À, bạn trai thì sao? Em thì chưa có mối tình nào ạ. Ồ, chưa có luôn. Và tại vì hồi đi học thì ba mẹ thì không cho yêu. Còn khi ra trường rồi thì lo công việc. Bạn có tật xấu gì? Đối diện trước một cái vấn đề gì đó quan trọng em lại nói chung là cũng không nói được. Nghe ngại quá hả? Vâng. Mình có thế mạnh gì không? Biết nấu ăn, các công việc gia đình. Biết là quần áo. Biết là quần áo đó nha. Nói chung tự biết lo cho bản thân. Dạ. Còn bạn gái mình có ưu điểm gì không? Dạ ưu điểm của em thì biết thư pháp vậy thôi.
Rồi, đến với chương trình mình mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em nghe mấy bạn em nói là bồ của mình xấu á, thì bạn nó chê. Còn nếu như bồ của mình á, đẹp á, thì bạn nó mê nó dần. Nên em nghĩ là mình khá khá thôi, không cần đẹp trai lắm. Chuẩn khá khá của em là sao nè? Dạ, em thích anh Trường Giang á chị. Thích Trường Giang? Dạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, không có chính kiến của mình. Gió chiều nào xui theo chị ấy. Bạn trai có gia trưởng không bạn? Em không chị ạ. Gia trưởng gì nói còn ngại mà gia trưởng gì nói. Bên đây bạn đây hiền lắm. Rồi bạn thích bạn gái như thế nào? Cao một chút, tại vì gia đình nhà em thì toàn người cao thôi. Cái thứ hai là tóc dài dài một chút, ưa nhìn, dễ thương. Có giống ai không? Bên kia giống Trường Giang đó. Thích Nhã Phương không? Dạ. Phương em chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ luôn hả? Trời ơi, ta ngại quá. Bạn có xem TV không? Em thì cũng thỉnh thoảng cũng hay coi với chương trình nhưng mà chưa biết cái tên Hương đúng không? À. Rồi, bạn hỏi Trường Giang sẽ biết. À, nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái đó là em nghĩ là do tình cảm của hai người đủ lớn để tiến tới hôn nhân, chứ là một năm hay hai năm rồi đó không quan trọng. Em có chịu đi làm dâu không? Dạ, cái đó em cũng thích chị. Cũng tại thích vì, hả? Nhà em ba mẹ em ly dị á, nên em cũng muốn là làm dâu để tìm lại cái tình cảm đó. Ok, được rồi. Hai người này đều e ngại hết trơn. Dạ chị ạ. Rất là ngại giao tiếp. Chào bạn. Khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà tình cảm đủ lớn, đủ sâu đậm thì em nghĩ là trong vòng 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Thời gian nó nhanh hơn thì mình có thể tiến tới hôn nhân sớm hơn. Mình có điều gì mình không thích mình tối kỵ ở người phụ nữ không? Điều không thích ở người phụ nữ nhất là săn mình. Cái thứ hai là ăn chơi đua đòi, xe xua này nọ là loẹt. Đợi coi cái này. Có xăm chỗ nào không em? Dạ. Chắc không? Dạ. Chắc chắn không có. Và còn gì nữa không em? Chi tiêu hợp lý, không quá lãng phí. Vậy sau này ai sẽ giữ tiền trong gia đình? Thì ai là người quản lý tài chính tốt hơn thì người đó sẽ là người giữ tiền. Mà em nghĩ là em tốt hơn hay là vợ em tốt hơn? Cái đó để em tìm hiểu lại chị ạ. Tôi nghi cái này chắc nói mình tốt hơn rồi. Bản thân em có tật xấu gì không? Nhiều. Nhiều? Vâng. Cũng không biết diễn tả như thế nào. Mọi người nói. Để chị về chị nói với bên này. Bây giờ em trai không thích điều gì ở người phụ nữ? Trang điểm quá đậm. Không trang điểm được không? Càng tốt nhỉ. Rồi không thích gì nữa? Nhuộm tóc là lẹt hoặc là ăn mặc là lẹt. Nói chung là có sao để ý trang vậy. Vâng. Không có được thay đổi bằng bất cứ hình thức nào, đúng không? Em, của như em thì nếu ta làm quá để ta đẹp hơn đâu có sao đâu. Trang điểm thì nên trang điểm nhẹ thôi. Hoặc là nhuộm tóc thì nhuộm những màu đơn giản, nhuộm màu đen thôi á. Được. Một cái chán hoặc màu hạt rẻ thôi được rồi. Hỏi bạn gái thì xem sao nha. Dạ. Xin chào em. Dạ. Em có nghĩ chàng trai bên kia là một người khó tính không? Dạ em nghĩ là hơi khó đấy. Chàng trai bên đây hình như là không được lãng mạn lắm. Dạ cái đó chắc vì em nếu như có cơ hội thì em sẽ cải tạo thêm. Cải tạo thêm hả? Đây, chàng trai bên đây cải tạo được đấy. Cải tạo thêm được. Nói chung anh bên đây cũng rất là hiền. Dạ. Nhưng mà xin thông báo em là cao hơn Trường Giang nha. Em dễ thương hơn nhiều nha. Dạ anh bên đó là anh nói là thích người cao. Nhưng em mà em lùn. Không, anh nói vậy thôi chứ nhìn em bảo đảm anh biết là anh thích. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị quản lý và đồng nghiệp. Chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Chào bạn Linh. Bạn nam tự cảm thấy là mình có đủ bao dung không? Có thể bao dung cho một số cái tật xấu của bạn nữ được hay không á? Cái vấn đề này thì để thời gian nó sẽ trả lời tất cả chị ạ. Tại vì Thảo về tính tình thì cũng khá là thẳng thắn, tức là nghĩ sao thì sẽ nói như vậy. Cho nên là cần có một cái người mà khá là bao dung thì mới có thể bao che những cái khuyết điểm đó cho bạn nữ được. Thì cũng hy vọng hai em cứ cho nhau một cái cơ hội để tiến tới một cái mối quan hệ xa hơn. Nhưng mà cảm giác của chị là anh chàng này như thế nào? Nhìn bạn cũng có vẻ hiền. Nếu mà trong công việc thì nghĩ là bạn có thể là rất là chăm chỉ. Em cảm ơn ạ. Thời khắc quan trọng nhất là cho hai bạn gặp mặt nhau trực tiếp để trò chuyện với nhau nha. Kéo màn lên. Chào em. Không muốn quà. Anh không muốn quà với em. Cái đó em tự làm hay sao em? À bạn gái tự làm đó, em coi kỹ đi. Chữ đó chữ gì, chữ gì vậy em? Dạ chữ sống. Dạ em có món quà là tặng cho chị. Tặng cho chị hả? Dạ. Rồi chị cảm ơn em. Trời hoa xanh đẹp quá. Cái này là hồi nãy mới nói muốn tặng hoa, giờ có hoa luôn. Cảm ơn em nhiều. Dạ.
Đẹp quá, này em tự làm luôn hả? Dạ. À, cô này khéo tay quá. Đây em đọc mấy từ này đi. Sống không giận, không hờn, không trách oán. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp cánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động mà lòng không dao động. Sống là thương thương, lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi mãi coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đây là những cái câu rất là quen thuộc. Anh đọc chữ gì mà cứ mệt ghê vậy đó. Thông cảm bằng ấy, viết thư pháp khó đọc lắm. Rồi, bạn trai cảm nhận về món quà của bạn nữ như thế nào? Món quà thì rất là ý nghĩa. Dạ. Thì lần đầu nhìn thấy em thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, vui vẻ. Anh quan niệm thế nào về cuộc sống trong hôn nhân á? Cuộc sống hôn nhân thì cũng khó chẳng. Hai người này ngại lắm, không ai chịu nói hết trơn á. Tại vì ba mẹ em, gia đình em là đổ gãy một lần rồi, nên em không muốn vấp ngã cái đó nữa. Nên em muốn cái gì mình xác định là mình xác định luôn. Đến với chương trình này thì anh cũng xác định là tìm hiểu rồi mình tiến tới luôn. Dạ. Mà em không thích nhuộm tóc đúng không? Thấy tóc cô nhuộm gì được không? Chắc là một vài tháng nữa thì nó sẽ hết. Trời ơi. Trời đó, coi vậy là không được đó hả? Hết tao nhuộm nữa, được không? Nhuộm nữa nhưng mà sẽ là nhuộm màu khác. Nhuộm màu hạt dẻ hoặc là màu cánh gián. Chứ màu này, màu này màu gì? Màu này thì nó hơi đậm. Ông trẻ mà ông khó tính dữ gì. Trời ơi. Anh có biết hút thuốc không? À, anh thì có 4 cái không, tức là không rượu, không bia, không chè, không thuốc. Rồi bây giờ là lớn rồi thì còn lại 3 cái, đang tập uống trà. Đang tập uống trà. Rồi nãy em nói trong gia đình ai cũng cao đúng không? Vâng. Em thấy cô gái này có cao không? Nói chung là đi quốc hòa thì cũng cao. Nó có quan trọng không? Cái vấn đề là nó cũng không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống. Đối với nhân sự thế của hai, đúng rồi, hai người thôi nha, đừng quan trọng chuyện cao thấp ở đây chứ á. Nhiều người thấp ta giỏi lắm nha em. Vâng. Mấy người cao cao như anh này, cũng giỏi nữa. Bây giờ bạn trai đứng lên tới đây mình nói một câu gì tình cảm chút xíu đi, hay mình tỏ tình với bạn gái một câu đi. Đấy, cho nó lãng mạn xíu rồi mình quyết định. Nào, thấy cô gái đẹp không hả? Đẹp. Đẹp không? Dễ thương. Dễ thương không? Thương không? Có. Nào, thương nhìn đây nè chứ nhìn đó tưởng thương anh Linh á. Rồi nói gì nói đi. Hai ba, nhìn thẳng mắt đi. Gãi đầu gì có chí hả? Nhìn thẳng vào mắt cô gái, đừng nhìn ai hết. Hả? Em nhìn chị Tường, tưởng nói chị Tường á. Hay chúng ta đã được gặp nhau tại đây là một cái duyên rồi. Anh hy vọng là chúng ta sẽ trao cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến hướng xa hơn. Sau bao ngày tháng chúng ta chưa tìm thấy nhau thì ngay sau chương trình này thì chúng ta sẽ trao cho nhau những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Được, không có đầy được. Em đứng lên nói gì đi. Em cũng gãi mà anh cũng gãi hả? Hai người cùng gãi. Nắm tay cái cảm nhận, nắm tay cái thưa anh. Anh xem nào, mùi rung quá vậy. Thấy sao? Hả? Thích không? Thích. Rồi, được rồi, thôi về chỗ ngồi đi. Chúng tôi đã tạo tất cả điều kiện cho các bạn cảm nhận về nhau một cách cụ thể nhất. Bây giờ mình thấy tim mình đập chưa? Có rồi đó, nó nghe bình bình lên. Để tao nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Rồi, nắm tay nhau đi. Có ngại không? Đi uống cà phê nhớ rủ tôi mua ly cà phê, tôi ngồi xa xa có gì tư vấn cho nha. Hôn nhau đi em. Cái này nào vui quá. Mạnh mẽ lên, mình ngại nói thôi chứ mình đâu ngại làm. Rồi. Giống như hửi vậy đó. Chưa có đụng cái tay luôn. Đụng được làm lại. Bao nhiêu người muốn nè. 2, 3 bắt đầu. Đụng rồi. Được. Vô. Nhanh. Trời ơi trời, chán ông ghê vậy đó. Hey, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, nắm tay thật chặt.
quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tự nhiên người đó đi trước, ông nội này ông nói chuyện nghe thì em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mai mối. Không để quý vị chờ lâu, Cát Tường sẽ ra ngoài và mời ngay bạn gái vào. Chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, ở ghế này nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. À, bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình ha, to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên, chào mọi người. Em là tên là Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, Hóa. Hiện tại thì em là môi giới thương mại. Môi giới thương mại? Dạ, là em chuyên lĩnh vực là bên xăng dầu đấy. Vào đây lâu chưa? Em vào đây là được 11 năm. 11 năm, hiện nhà mình đang sống với ai? Đang sống với em trai. Sống với em trai? Dạ. Là mình thuê nhà ở hay sao? Em thuê nhà ở. Còn ba mẹ là vẫn ở ngoài quê Thanh Hóa? Dạ đúng rồi, ba mẹ đang ở ngoài quê hết. Dạ. Một năm về quê được mấy lần? Thì những năm trước thì 4-5 năm em mới về một lần. Hiểu vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em say xe cho nên em ít về quê. Nên là không về được nhiều. Trời đất ơi, thanh niên đàn ông gì mà say xe là không về thăm bố mẹ. Yếu đuối lắm chị. Yếu đuối lắm hả? Mong manh dễ vỡ lắm. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ. Cứng cáp lắm đấy ạ. Mời bạn gái bên này giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường cùng bạn Nam bên kia. Em tên là Hồ Thị Hương, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng, chăm sóc người lớn tuổi. Và công việc chính của em hiện tại bây giờ là giáo viên yoga. À, yoga là mình làm tại trung tâm hay là mình dạy riêng? Riêng, em mở trung tâm. Có mở trung tâm? Dạ. Mình mở trung tâm luôn? Dạ. Mình làm chủ luôn? Dạ. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Ủa Thanh Hóa luôn hả? Coi có gần nhà anh này về thăm ba má anh giùm ảnh. Anh say xe anh không về được. Trước đây em cũng say xe lắm đó, nhưng mà tại vì đi nhiều quá rồi, cho nên là bây giờ hết say. Em hiện tại là ở với ai? Em ở một mình. Em vào đây cũng được 10 năm rồi, nhưng mà em lập nghiệp một mình ở trong này. Yeah. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình. Tính thì hơi hiền. Hơi hiền? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hơi hiền? Sao hơi nóng tính? Sao ngược vậy? Dạ. Hiền mà còn nóng tính nữa. Dạ, hơi nóng tính. Nói chung là khi mà mình áp lực một cái chuyện gì đó, mình nóng tính một chút xíu là mình dịu ngay, em không để bụng. Còn em? Đây điểm yếu trước đi, em hay quên. Trước đây thì em hay cũng hay út nhát lắm, nhưng mà vì cái em mới đến cái yoga thì bây giờ em cũng đỡ một phần nào đó. Về ưu điểm của em á thì cần cù, được cái chịu khó, ham học hỏi. Nếu những cái gì mà em chưa biết làm thì em cố gắng làm sao em kiên trì và em sẽ làm bằng được nó. À, tình trường thì sao? Em về trải qua một mối tình kéo dài cũng được hơn một năm, người đó ở Huế. Sau hơn một năm quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tự nhiên người đó đi trước, ông nội này ông nói chuyện nghe thì em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Là cuối cùng em bị bỏ hay là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta? Không, em đâu có bị bỏ, em bị đá. Bị đá. Vâng, em bị đá. Là đang quen với em rồi đi chồng lấy chồng luôn hay là đúng gì? Rồi, đúng rồi, cái hôm đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 là tụi em gặp nhau lần cuối cùng. Sau ngày mùng 8 tháng 3 đó thì em tự dưng em thấy cái bạn đó là không nhắn tin, không gọi điện cho em khoảng mấy ngày. Thì em có gọi điện, cô ấy bảo là em chuẩn bị đi xa, cô ấy là đi Singapore. Cô ấy bảo là nếu mà thành công thì bên đó thì cô ấy sẽ quay về, cô ấy đón em. Ừ. Đó, thì em mới lúc đó thì em với cô ấy có cãi nhau được khoảng mấy ngày ấy. Đúng cái ngày mà cô ấy ra sân bay, cô ấy đang check in an ninh ấy, thì em gọi cho cô ấy, thì lúc đó không kịp thấy em, cô ấy tắt máy luôn. Thế từ đó là chia tay. Là cô đi luôn, là mất liên lạc luôn. Đúng rồi, có nghĩa là ngày 21 tháng 3 có nghĩa là mất liên lạc từ đó. Và đến ngày 31 tháng 3 là cô ấy cưới. Ủa, cưới ở đâu? Cưới ở Singapore hay cưới ở Việt Nam? Cưới ở quê Huế đấy. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cô đi du lịch chơi mấy bữa thôi. Thì em đâu biết là cô ấy nói dối nói thật đâu. Em nhớ là đúng cái ngày đó. Em có đi kiếm cổ không? Không, em đâu có đi kiếm đâu, tội gì mà đi kiếm, vất vả đây. Rồi sao nữa? Ngày 17 tháng 5 thì em có lướt Facebook ấy, thì em thấy cái hình ảnh bìa của em gái của cô ấy. Thì em bảo tại sao giống con bé này thế, tên nó là Hiếu. Thì em có check vào thì em xứng ra thì là nó. Rồi em phóng cái to cái hình đó ra thì ngày 31 tháng 3 là nó cưới. Nó là ngậu bạn gái hả? Vâng đấy.
Rồi nó cưới rồi. Dạ đúng rồi ạ. Anh nhớ từng ngày luôn, ngày ra sân bay, ngày gặp nhau cuối cùng nhớ hết từng ngày luôn hả? Đúng rồi. Khi là nỗi đau lắm phải không? Bản thân em thì em yêu ai thì em yêu rất là thật lòng. Rồi bạn gái bỏ có khóc lóc gì không? Có chứ ạ. Cái hôm đó là cái hôm mà em đang chở một người chị xuống ở dưới Bình Chánh ấy. Đó em đang đứng ở vỉa hè thì tự nhiên em lót lướt Facebook á thì em thấy, xong là em chở cái chị đó về luôn. Giữa đường em đeo khẩu trang thì em khóc. La hù lêu luôn, nhưng mà vừa chạy xe vừa khóc luôn. Vâng, nhưng mà chị đó không biết em có nghĩ là khóc trong câm nín ấy, nhưng mà khóc không thành lời đấy. Đến cái đèn đỏ rồi em không chịu nữa rồi em mở khẩu trang để em khóc bù la bù lêu khóc. Rồi chị biết luôn. Thì lúc đó chị mới biết, lúc đó mà em cái đứt mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Mọi người cái chỗ đèn đỏ nhìn quá trời em về luôn. Vừa còn sau đó có khóc nhiều lần nữa không? Có chứ ạ. Bây giờ còn khóc không? Không, bây giờ hết khóc rồi. Hết khóc được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 9 tháng, chắc khoảng thôi khóc được khoảng 6 tháng rồi. Thôi khóc 6 tháng là khóc bao nhiêu 3 tháng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mong manh quá, dễ vỡ quá. Không có gì vỡ. À, mong manh thôi, khóc xong cho đã rồi thôi. Đúng rồi, khóc xong cho đã rồi thôi. Bây giờ còn theo dõi Facebook cô đó nữa không? Không, cô chặn hết rồi. Cô chặn hả? Chứ nếu cô không chặn là cũng coi phải không? Thì đến lúc mà em mới chia tay thì em vào xem, từ khi mà chặn thì em đâu vào xem. Rồi là hồi đó giờ một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Đó là mối tình chính thức, còn mối tình mà đưa đi đưa lại thì có khoảng 2-3 mối tình. Đưa đi đưa lại là ai đưa ai, ai đưa lại, ai đưa đi ai đưa lại? Có nghĩa là em với cái người mà em quen đó là đưa đi đưa lại là quen, có nghĩa là không phải là bạn, không phải là yêu. Tên bạn một xíu mà dưới yêu một xíu. Có qua lại tìm hiểu đó. Có qua lại tìm hiểu mà không hợp cho nên là thôi. Chỉ một mối tình sâu nặng là khóc bù lu bù loa đó thôi đó. Đúng rồi, từ trước giờ em năm nay là em 29-30 tuổi, mỗi một mối tình như vậy. Mỗi chồng. Một mối tình cay đắng như vậy. Cay đắng quá ha. Cay đắng giờ kể lại vui quá. Có cay đắng mới có những trải nghiệm. Rồi thế còn em, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng giống bạn trai, cũng trải qua một mối tình. Nhưng mà em là yêu xa. Tại vì bạn nam là đi du học ở bên nước ngoài, rồi gia đình định cư bên đó luôn. Khi em yêu thì em yêu, nhưng mà em cũng nhanh lắm. Chứ em không có giống như thế là bạn trai đâu. Kể như vậy giống như yêu đuối quá. Giống như yêu đuối quá. Vậy đi anh mơ, vậy nó mới sướng. Em ơi, mình buồn mình khóc thôi, chứ khóc xong rồi thôi, mắc gì. Đúng rồi, khóc xong mình có ảnh hưởng ai đâu. Bao nhiêu lâu rồi ở không? 7-8 năm rồi đó. Lý do tại sao 7-8 năm ở không? Tại vì em tập trung vào học và em làm việc, em công việc của em là chính. Còn bây giờ đến cái tuổi xế chiều, tuổi lớn rồi. Cho nên bây giờ mới đi tìm Bây giờ là có sắp xếp thời gian cho tình yêu chưa? Hay là vẫn bận công việc bù đầu bù cổ? Em đã lên chương trình này thì chắc chắn em phải sắp xếp rồi ạ. Nếu được thì bao lâu hai bạn tiến tới hôn nhân được? Theo quan điểm của em. Em mà theo em nhanh lắm. Nhanh là bao lâu? 6 tháng 1 năm gì á. Bên này có đeo theo kịp không? Không một năm rồi. Hả? Không một năm. Khoảng một năm. Vâng. Bữa giờ đi làm có để dành được mới vốn nào chưa? Chưa. Chưa rồi lấy gì lấy vợ? Còn nợ nữa. Hả? Còn nợ. Rồi sao lấy vợ được mà là hàng năm? Lại nợ tiếp. Nợ bắt vợ trả hả? Không, em già chứ ạ. Nợ của em thì em phải già chứ. Nợ gì? Tại sao phải có nợ? Đi làm mà sao có nợ? Đi làm phải cách tích cóp để dành chứ sao đi làm mà mắc nợ? Vâng, em làm kinh doanh cho nên là nhiều khi phải vay mượn này kia, làm ăn nó thua lỗ. Em không thích làm công việc cố định. Em bản thân của em thì là máu kinh doanh. Có máu kinh doanh. Vâng. Nãy em nói em làm về xăng dầu gì đó là em là mình đi làm cho người ta hay mình tự kinh doanh? Có nghĩa là em kết nối với người mua và người bán từ bên nước ngoài và Việt Nam. Còn nếu như bây giờ nhưng mà em làm là làm riêng cá nhân hay là em làm có công ty có? Không, em làm cá nhân nhưng mà có một cái đội ngũ riêng đó. Ví dụ như bây giờ mà em làm deal một deal thành công thì em sẽ làm một cái văn phòng đại diện chính thức cho cái công ty nước ngoài đó. Rồi tương lai có khả năng thành công không? Tương lai thì em phải nỗ lực thành công chứ ạ, phải chắc chắn thành công chứ ạ. Phải chắc chắn thành công. Vâng. Mà hiện tại thời điểm này đang thất bại. Vâng. Trời ơi, mà ông tươi dữ vậy, thất bại mà ông tươi như hoa vậy. Em thích gì? Em thích anh được cái là tự tin. Em thích nhất là những người như vậy á. Những người tự tin thì chắc chắn là sau này sẽ thành công. Không thành công trước cũng thành công sau. Những người thôi, hai bạn còn trẻ mà. Chủ yếu là chí hướng. Chí hướng và nếu mà quyết chí làm thì tương lai mình còn dài mà. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích nhất là bạn trai là tự tin. Thứ hai là chân thành, chia sẻ trong những cái công việc của mình. Cái đó thấy có đủ rồi đó. Ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn là sao? Nó phải cụ thể. Trắng đen, cao thấp, mập ốm gì đó, ví dụ vậy. Chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Rồi dư xăng, khỏi cần nói nhiều, dư. Em không thích bạn trai là hút thuốc gia trưởng. Hút thuốc mà kẹp chung với gia trưởng có hút thuốc không? Em không hút thuốc. Có gia trưởng không? Em con trưởng. Con trưởng mà có gia trưởng thì em con trưởng thôi đấy. Không, thường thường bạn. Vâng, em nói một chứ không nói hai. Hầu như gia trưởng nhiều lắm. Người ta nói người ta con trưởng thôi. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Em thì không có mẫu người lý tưởng. Người ta giản dị một xíu, lấu cá một xíu. Bởi vì lấu cá mới thông minh đấy. Trai thường tìm bạn gái là hiền lành, thùy mỹ, nết na. Ai đi tìm vợ tìm người lấu cá. Bởi vì em hiền, em rất là hiền.
cho nên em phải tìm một người nào đó mà lấu cá chút xíu. Bảo vệ em hả? Lấu cá thì chỉ số IQ nó mới cao. Mà để bảo vệ em hay chi? Không, em thì em rất là mạnh mẽ. Em bề ngoài em rất là hiền lành, nhưng mà bản thân của em ở trong rất là mạnh mẽ. Ngoại hình, thích người bạn gái như thế nào? Em thì thích cô ấy là cao khoảng 1m55 trở lên. Hơi mập một xíu. Mập sau này ví dụ như có lấy được nhau thì đẻ con nó mới đẹp, nó mới mập mà. Liên quan gì mập mà đẻ đẹp? Mập thì đẻ nó con nó mới bụ rồi, chứ còn mà ốm quá sau này đẻ con như cái que tăm thì... Hồi xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông, phải coi cái mông. Mông cong hả? Ờ, với là mắng đẻ, em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong, mông cong xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông phẳng với lưng đấy ạ. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. Sao mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Em đâu có đo được đâu ạ. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ cộng quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đấy. Vậy em đoán thử cô gái ngồi bên cạnh em hôm nay là vóc dáng mặt mũi như thế nào? Theo là bạn ấy cũng khoảng được 50kg, cao khoảng 1m50. Đúng không em? Em cao mét mấy? Cao 1m56, em nặng có 45kg à? Hơi ốm. Ốm mà ốm đố em chị nhiêu ký? Chị cắt thường khoảng 49kg. 55kg? Thì ừ, bên đây có 44 mấy? Thì đấy, chị nhìn 55kg mà chị đang còn chưa béo lắm. Mà cái mông tôi là cách cái lưng của tôi tới là một tấc lận. Thế để em đo lưng nè. Đó đi. Em có hình không? Đưa cho chị coi. Nè, kiếm ra coi cái cô nào mà có cái mông cách cái lưng 1cm, 2cm gì đó kiếm đi. Rồi, ảnh đó, có hai anh chọn một, tôi thích ai gả cho. Ai mà anh nào nhìn vô mông manh dễ vỡ nha. Em nhìn chắc là bạn này. Bạn nào? Đây. Bạn nào chỉ vô? Đây. Bạn này á hả? Vâng. Lý do sao chọn bạn đó? Thì em cũng hình dung ra như thế. Ừ, tôi cũng biết luôn nữa. Không biết. Ôi trời, không yếu hồi hỏi bạn đi. Anh nào? Dạ đây ạ. Sao chọn anh đó? Tại vì không biết em nhìn vô là giống như thế là em có cảm nhận. Cảm nhận hai người hay quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của hai bạn đúng hay sai nha. Một, hai, ba. Sao? Cảm nhận thế là sai đây. Thế là đứng đầu tiên. Ủa em đúng hả? Không, sai, đây này. Đâu? Đây. Cô này hả? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là trật lắc rồi phải không? Tại vì cái tấm hình đó là em chụp cách đây cũng gần được 2 năm rồi. Rồi em sao? Em cũng trật. Hai người giống y chang như nhau hả? Rồi qua cái tìm, qua cái tìm. Lành quá hay qua đò mông hay gì? Rồi, cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà này tặng anh em đi chứ bạn bè gì đây. À, quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Từ lúc cái quyển sách mình rất là quý quyển sách đó. Hy vọng là bạn trân quý quyển sách đó. Ok, mình rất thích là đọc sách. Đọc cuốn sách thay đổi cuộc đời luôn đó. Ủa hồi nãy em nói em sinh năm nhiêu? 90. Bữa nay sinh năm nhiêu? Dạ 88. 88. Ồ, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bây giờ tự tin không? Ta nhỏ ta lớn hơn 2 tuổi có vấn đề gì không? Không, có gì đâu ạ. Không có gì đâu phải không? Vậy bây giờ tự tin anh em cái coi nè. Hôm nay mở cửa trái tim này ra, anh nhìn thấy em thấy anh thấy như thế nào? Hôm nay thì cũng có duyên gặp với nhau ở đây. Thì không biết là sau này thì mình duyên của mình đến đâu. Năm nay là bạn là 32 tuổi, mình cũng 30 tuổi rồi. Anh em. Dạ. Quên em. Hôm nay thì bạn em 32 tuổi, anh 30 tuổi rồi. Trời ơi, hơi ngưỡng. Không có gì ngưỡng hết trơn á, bình thường. Thì tức là bạn em 32 năm em mới có duyên gặp anh. Thì anh 30 năm em có duyên gặp anh. Thì hôm nay chúng ta sẽ biết như nào. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên ấy, anh cảm nhận về em thì rất là đơn giản, giản dị. Anh vào trong này lâu chưa? Mấy năm rồi? Anh vào đây lâu lắm là 11 năm rồi. 11 năm? Ờ, hiện tại bây giờ đang ở quận mấy? Đang quận 9, em đang quận mấy? Quận Bình Thạnh. Rồi bây giờ nè, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Lạc Thái Bảy. Rồi vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Ít phút là chị Tường sẽ quay trở lại, chúng ta chỉ có 5 phút thôi, không có nhiều thời gian đâu, được không? Ok. Tự tin không? Tự tin. Rồi, cho mời đồ ăn vào. Bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức món thịt gà cuốn lá dứa chiên.
đùi gà sẽ lọc xương nè, ướp chung với hạt nêm, dầu hào, dầu mè, sữa tươi và đường thốt nốt. Sau đó thì bọc trong lá dứa và hấp khoảng 10 phút. Món ăn này sau khi hấp xong đem ra đi chiên, làm lan tỏa một mùi thơm rất là dịu nhẹ. Hai bạn hãy thưởng thức món ăn này ha. Đây là một ăn cũng rất là đặc biệt và rất là đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan. Ăn thử và nhớ vừa ăn vừa trò chuyện nha. 5 phút sau chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Công việc là bên bất động sản hả? Bên sale hả? Công việc chính, cái chuyên ngành chính của anh, chuyên môn chính luôn là anh làm về bên xăng dầu. Anh, đúng rồi, anh control xăng dầu. Nghe nói nợ, nợ là nợ bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nợ bao nhiêu? Bây giờ nói lại chắc là phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Nhưng có khả năng trả không? Anh vẫn có khả năng làm từ từ, sẽ trả từ từ. Chúng ta làm mà không có lập ra mục tiêu á, nếu như kinh doanh tiếp tục thì lỡ mà thất bại nữa thì sao? Em nhìn anh, em có đủ tự tin không? Đủ tự tin, nhưng mà chúng ta làm một công việc gì chúng ta mới lập mục tiêu rõ ràng. Anh hỏi em, đối với em bây giờ, em ví dụ như bây giờ bản thân anh á đang còn vướng mắc về công việc nó chưa thuận lợi á, em nhìn anh, em có đủ can đảm để đi cùng với anh không? Nếu như anh tự tin thì em thích nhất là cái điểm là tự tin. Anh rất là thích có khi nghề. Nào mà có ý định là chuyển nghề không? Anh không, bởi vì anh là đam mê của anh là xăng dầu rồi. Gia đình anh cũng là rất là khó khăn. Anh muốn làm một cái gì đó mà nó đột phá để sau này anh còn con, còn cháu, rồi còn anh chị em, người thân của anh. Người sâu xa quá hả? Đúng rồi, thì bởi vì anh mới nói là anh trưởng thành rồi mà. Anh năm nay 30 tuổi đấy cơ mà. Tình yêu gì mà sâu đậm dữ vậy? Anh là một người khi mà yêu một ai đó mà xác định người đó là để mình yêu á, mình cảm nhận người ta như là một người thân của mình luôn. Ví dụ sau này anh và em có yêu được nhau hoặc là có thương được nhau thì em cũng thế và anh cũng thế. Anh là rất là tôn trọng cái người mà bên cạnh mình. Anh mong muốn điều gì người bạn đời và người phụ nữ sau này của anh? Anh mong muốn bạn của anh là vun vén gia đình, sống giản dị bình thường thôi. Mà anh thích là người phụ nữ hướng ngoại hướng nội? Anh thích người phụ nữ hướng ngoại. Hướng ngoại thì không bao giờ mà vun vén gia đình với chăm sóc gia đình được, không bao giờ hoàn hảo được hai cái. Anh là một người nội trợ rất là giỏi, anh nấu ăn rất là giỏi. Mẹ của anh có nói với anh một câu á, kiếp này đáng lý là mẹ phải sinh con ra làm con gái thì đúng hơn, bởi vì anh làm việc vặt rất là tốt, anh rất là chịu khó. Từ trước thì rất là hiền ngoan, anh không có cái gì hết trơn á, anh không có cái gì. Mẹ anh bảo là sao chị đến sớm thế? Sớm thì chị nói có 5 phút thôi chứ bộ, cho em tưởng đâu 50 phút hả? Em đang nói dở câu chuyện. Kệ em, giờ chị vô ngồi chị nghe luôn. Thôi chị nói đi, em nói thế là được rồi. Hết rồi hả? Vâng. Nãy giờ thấy có hợp nhau không? Là người Thanh Hóa thì em là thấy là hợp. Rồi có hẹn hò là chừng nào gặp nhau, bao lâu gặp nhau một lần, rồi đi chơi ở đâu, rồi tính chuyện hôn nhân gì chưa? Ở cái Sài Gòn này thì gặp giờ nào ngày nào chả được ạ. Người ta chịu gặp em không ấy chứ? Thì em đâu có biết đâu. Nãy giờ có hỏi chưa? Em chưa. Rồi nãy giờ không ăn gì chưa vậy? Em ngại ăn. Ngại ăn hả? Vậy lát hồi hai đứa dọn ra ngoài ăn riêng ha. Có tí nữa em gói về em ăn. Lát nữa về ăn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm trúng thưởng nha. Mỗi bạn bốc một lá rồi đọc lớn lên đi. Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ? Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ, trừ việc khóc? Em đã bị đổ vỡ một lần. Đổ vỡ gì ghê thế quá. Đổ vỡ là khi nào người ta? Thì bây giờ thì đợi đi, em nói em đã chia tay một lần. Đã yêu đuối một lần, đã từng khóc rất là nhiều lần. Nếu như có một lần nào đó, yêu lại một lần nào đó nữa, yêu lại một người nào đó nữa, em sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì bây giờ người đó không phải là người quan trọng nhất nữa. Nếu người ta đã bỏ mình. Nếu người ta đã bỏ mình là người ta không phải là người quan trọng. Đúng không? Còn nếu người ta vẫn ở bên cạnh mình, có nghĩa là người ta vẫn là người quan trọng mình. Thì mình có khóc không? Dạ có chứ à, người ta, ví dụ người ta đau buồn hay là và gặp vấn đề gì đó, em rất là thương người ta. Bởi vì em... Thì vẫn có thể khóc. Vâng chứ à, em... Khóc vì lo lắng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận hờn, nhưng mà nếu bỏ thì không khóc. Giận hờn thì không có khóc, còn bỏ bây giờ cũng không có khóc. Được không em? Em trả lời vậy em thấy hợp lý không? Thỏa đáng không? Dạ thì cũng được. Cũng được. Mới cũng được. Tại vì em chị người ta sợ có cái đó, cái điều em nói nó rất là gần với cái điều là giống như là đã đau một lần rồi bây giờ sẽ không yêu nữa, mà chính vì không yêu nữa cho nên sẽ không khóc nữa. Bản thân em yêu có... nữa là mình vẫn sẽ khóc. Em có một cái điểm yếu là ví dụ như em mà gặp thất bại chuyện gì là em hay khóc một mình, khóc để cho nó giải tỏa bớt cái stress đi. Ủa sao mình lúc mà mình gặp thất bại lên xong mình đi ra ngoài, mình học hỏi thêm, mình đi ra ngoài, mình gặp bạn bè gì đó thì tất nhiên là chứ mình đừng có nằm ở nhà. Anh đâu có nằm ở nhà đâu, bởi vì anh có rất là nhiều mối quan hệ.
Ví dụ gặp áp lực công việc thì mình không thể nói với người ta nhiều quá, bởi vì người ta không phải là người thân của mình. Bản thân anh ra ngoài đường anh không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà nếu như sau mà có người bạn gái nào đó mà có ý định với anh rồi á, lập gia đình á, thì anh có chia sẻ hết tất cả những cái gì cho mọi người? Có chứ, thì ngày xưa anh yêu cái người kia, anh coi người đó như là một cái cánh tay của mình mà anh chia sẻ hết. Cái người mà đi bên cạnh anh là yêu thương anh á, mà chăm lo cho anh á, quan tâm anh á, là anh coi như người thân. Đấy em, học lớn lên. Bạn hay tập cho bạn nam đối diện một vài động tác yoga. Trời ơi là trời. Trời, hôm nay em mặc cái quần trời hay là trời. Nó hơi bị bó quá cho nên em không có. Nhưng mà vẫn sẽ có những động tác tập được. Dạ em qua bên này đứng. Đó. Yoga thiếu gì động tác, chị mặc áo đầm chị vẫn làm được bình thường. Bạn nữ chỉ cho bạn nam. Ra đây đi, đừng có mất thời gian. Thời gian là vàng bạc. Một động tác đúng không chị? Động tác nào khó mà ổng làm mắc cười nhất đó nha. Qua đây. Làm đi. Khó nha. Phải tập trung nha. Nhìn thẳng, em phải hướng dẫn cho đàng hoàng. Cô giáo hướng dẫn vậy chưa đúng. Phải có một điểm nhìn. Đúng rồi, mình nhìn thẳng nè. Cái chân của mình để vuông góc nè. Rồi hai cái tay mình ra ngang ra. Đưa một chân lên hả? Đúng rồi. Nằm người bằng phẳng ra vậy nè. Hiểu không? Bằng phẳng đây cái cắm đầu. Cắm đầu đất đấy. Không có cắm thì phải nhìn vào một tập trung, định thần, không có nhiều chuyện, không có vô duyên. Thẳng chân. Thì đây thẳng đây thôi. Lưng thẳng xuống nữa, ngang xuống nữa. Đúng rồi, ngước cái đầu nhìn lên phía trước. Đúng rồi. Cái chân cao lên. Chân thấp quá, cô giáo nâng cái chân bạn trai lên cô thôi, giáo. Thôi, cắm mắt xuống đất đi. Cao chân lên. Ôi trời ơi, trời. Được chưa cô giáo? Trời ơi, được rồi. Cao lên, rồi. Sao em, ổn không? Ổn chứ chị, có gì. Tối nay về ngủ ngon lắm á, một ngày làm 10 phút, đổi chân 10 lần. Được không? Được. Bây giờ nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau vậy đi. Lường dành cho hai bạn 30 giây nữa trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ là nói chuyện rồi, tâm sự rồi, giỡn có, chân thành có. Bây giờ là lúc quyết định có bấm nút hay không. Nhìn nhau 30 giây đi hai bạn. Nhìn cái đã mới cảm nhận. Thế em nhận xét về bạn trai như thế nào? Bạn, ví dụ mình đang làm nghề nó có khả năng mà bạn làm đổi nghề không? Mình có ý tưởng đổi nghề không? Không. Bởi vì là mình chỉ có hợp với kinh doanh thôi. Mình muốn kinh doanh. Ví dụ như thế là về kinh doanh của mình sao? Mình cũng bên kinh doanh mà. Thì mình là kinh doanh, nhưng mà mình á, nếu như mà để mình đổi nghề á, thì chắc chắn một quan điểm 100% là mình sẽ không đổi. Bởi vì cái nghề xăng dầu là cái nghề mà cái mối quan hệ của mình nó rất là nhiều. Đằng sau của mình còn rất là nhiều người mà em phải phụ thuộc vào mình nữa. Nên mình sẽ không bao giờ mình đổi cái nghề của mình. Còn nếu như mình song song, nếu như mình mà làm một lúc hai việc chẳng hạn ấy, mình sẽ cân đối. Còn mình sẽ nhất quyết mình sẽ không bỏ cái nghề xăng dầu của mình. Chuyện làm ăn chúng ta nói sau. Đây đang nói về cảm xúc để quyết định bấm nút. Cho em một cơ hội để nói, có muốn nói gì không? Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng của mình. Thì bây giờ mình hỏi bạn một câu thôi. Mình bây giờ đang rất là khó khăn. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Mình không có sợ, tại vì bản thân mình cũng sinh trong gia đình khó khăn. Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Thì nếu như trái tim mình rung động hoặc là mình có một cái, nói chung có cảm tình á, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Mình rất là thích người Thanh Hoa mình, bởi vì hiểu tính nhau, ăn được đồ ăn của mình nấu là được rồi. Bây giờ là thời phút quan trọng, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để trở thành một cặp đôi, bạn trai, bạn gái thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra để dành cơ hội cho những người khác. 1 2 3 Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng của mình. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Nếu như trái tim mình rung động thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Sao em không bấm? Em không có cảm, không có cảm xúc. Không cảm xúc là về, không cảm xúc về tình yêu trai gái. Dạ đúng rồi. Đó là cái quyền của bạn ấy, đó là cảm xúc của bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng, mà chị nghĩ bạn trai này cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Khi đã bấm nút là phải là cùng một chí hướng. Nó phải có chạm đến cảm xúc của trái tim mới đi được với nhau lâu dài. Mời hai bạn đứng ở đây ạ. Tường cũng rất là tiếc. Thì thật ra nếu mà nhìn về bố cục bên ngoài thì hai bạn
tương đối là khá hợp nhau, cũng là những người trẻ có chí hướng trong công việc, cũng là những người cùng quê, có những cái khởi điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà tuy nhiên cảm xúc thì không ai có thể nói trước được, vì cảm xúc của các bạn là các bạn tự làm chủ và các bạn tự quyết định. Chị Tường cũng xin chúc cho em gái, rồi xin chúc cho Hải, đúng không? Dạ em. Là hai bạn sẽ thành công nhiều hơn trong cái định hướng sự nghiệp, trong cái tương lai của mình, và cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Dạ cảm ơn. Thay mặt chương trình tặng cho em gái một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chương trình là hết rồi ạ. Các Tường xin hẹn gặp lại quý vị. Hôm nay có một chút tiếc nuối, một chút buồn, nhưng mà không sao ạ. Đó là những cái cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bậc tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vị trí của mình ngồi nha. Quá trời luôn. Rồi giờ một tràng pháo tay để đón mừng hai bạn nữ. Hai bạn gái của tôi. Rất trẻ trung, rất năng động. Ổn định vị trí rồi Tường ơi. Hai bạn nữ của em rất là trẻ trung và năng động. Chúng ta phải nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của bạn trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Em tên gì? Em tên là Trần Lê Cường. Trần Lê Cường. Dạ. Hiện tại thì em 32 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Là từ Bình Phước xuống đây tham gia chương trình phải không? Dạ đúng rồi, em đi từ 3 giờ sáng. Đi từ 3 giờ sáng? Dạ. Dạ. Rồi hôm nay là về luôn, hôm nay ở lại chơi? Dạ, hôm nay đi thì đi là phải dắt bạn gái về chị. Dắt bạn gái về chị. Trời ơi, ở đâu mà dắt về liền, mới quen sao ta chịu đi về Bình Phước với mình liền. Không phải từ từ ở đây chơi với người ta mấy bữa rồi người ta mới đi theo mình chứ. Đúng không? Rồi bây giờ Cường là làm công việc gì Cường? Dạ hiện tại thì em là thạc sĩ kỹ sư năng lượng tái tạo. Ở đâu mà có nắng có gió là có em. Năng lượng tái tạo là làm năng lượng mặt trời á phải không? Dạ đúng rồi, năng lượng mặt trời với năng lượng gió. Mình làm ngành này lâu chưa? Học trong trường và làm rất lâu rồi chị. Có mở công ty riêng về cái lĩnh vực này. Vừa thạc sĩ mà vừa học bài bản làm một chuyên môn. Dạ. Mà có công ty riêng. Dạ. Chắc là thu nhập cũng ổn định đúng không em? Dạ cũng ok chị. Ok ha. Dạ. Đó, tôi khoái hai cái từ ok đó, làm cho bạn gái chúng ta sẽ cảm thấy phấn chấn tinh thần thêm rất là nhiều. Dạ. Rồi, thế còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chịu khó, có rất là cầu tiến. Luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Trời ơi. Dạ. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Còn dạ. Cái gì điểm yếu mình? Điểm yếu của em thì em ít nói, cũng cũng không nói được nhiều. Thôi vừa kỳ á. Cũng được lắm mà. Dạ. Em thì cũng không có khiếu về âm nhạc, nhưng mà em biết làm thơ. Rồi, đó là một bài thông tin của chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Cường đã giới thiệu rồi, bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh nè. Em giới thiệu về mình đi. Thì em tên là Cẩm Hiếu, em sinh năm 1995. Hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực media. Ngoài ra thì em có làm MC và làm voice talent nữa. Wow, quá trời nghề vậy. Dạ em nhiều nghề lắm. Bây giờ em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Quê em thì ở Tây Ninh ạ. Ưu điểm và nhược điểm của em là gì nè? Ưu điểm hả? Em thấy thì mọi người thường hay nhận xét em là khá là tự tin. Khá tự tin. Rồi một chút sáng tạo nè, có khả năng thích nghi rất là nhanh. Điểm yếu là gì ta? Thông thường thì em không có kiểm soát được cái giọng nói của mình khi mà tâm trạng của em không có được vui. Wow. Cái đó là mọi người hay nhận xét về em như vậy. Tại vì khi mà em không có hài lòng cái gì đó, hoặc là khi em không có vui cái chuyện gì đó, thì em nói chuyện em cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà mọi người nói là sao lúc nãy mày cọc dữ vậy? Em nói là không có cọc. Sau rồi những lần sau thì những lúc em vậy mọi người quay video lại cho em coi xong em mới ôi nhỏ này kỳ ghê. Thì em mới nhận ra là những cái lúc mà em không vui thì cái tông giọng của em nó hơi khác bình thường một chút. Nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con
Có hai con. Cái gì? Dạ, hai con mèo. À, hai con mèo. Ơi, trời cho, ơi. Cho nên là đâu còn trẻ mà trời cao vậy chứ. Em xin cũng biết nhấn nhá mà. Có hai con mèo cho nên là em đi đâu em cũng nghĩ tới hai con mèo hết á. Hai con mèo em tên gì? Dạ, một con tên là Bô, một con tên là Bu. À. Em đi chơi hoặc là em đi đâu đó em cũng tranh thủ lẹ lẹ để em về coi hai con mèo của em có ổn không. Cái đó điểm yếu em hả? Kiểu dạ, đó là điểm mạnh của em là yêu thương động vật, nhưng bởi vì yêu thương động vật cho nên là em không có dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Và rồi đó bây là giờ thí dụ như có bạn trai, hôm nay có bạn trai rồi thì thời gian nào dành cho bạn trai? À, vẫn có thời gian chị. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng mình cũng đi ra đường đi chơi rồi này kia, thì em và bạn trai có thể ở nhà chơi nấu ăn. Ừ, em chơi nấu ăn mèo luôn. Đúng rồi, ví dụ có bạn trai thì là bạn trai sẽ nhỉn hơn con Bô con Bu, hay là con Bô con Bu và bạn trai em bằng nhau hết? Tình thương thế cái nào? Đó là sẽ về thời gian anh. À, thời gian ban đầu thì chắc chắn là sẽ không thể nào bằng hai con mèo để sống chung. Trời ơi, chết rồi. Căng rồi. Vậy này hơi căng căng rồi, phải vượt qua hai cái cửa ải nha. Đẹp trai cao ráo của tôi mà không bằng hai con mèo ở nhà là chết đâu. Trời ơi, thôi được rồi, để đó đi, từ từ tính hai con mèo nha. Bạn nói quá coi chừng người ta qua ta trộm mất hai con mèo đó. Bạn đúng không? Rồi, bây giờ chàng trai ở ghế màu đỏ, em giới thiệu nè. Em tên là Quỳnh Hữu Hùng, em sinh năm 1994, quê em ở Bến Tre. Hiện tại công việc của em là diễn viên tự do và là huấn luyện viên võ thuật. À, võ thuật là võ gì, môn gì? Là môn võ cổ truyền, Muay Thái, kickboxing. Cái đó là do gia đình mình là có truyền thống cái nghề đó hay là mình đam mê rồi mình đi học? Dạ không, gia đình em không có truyền thống nên em tự học. Em tự học? Dạ. À, rồi bây giờ là mình đi có đi dạy võ hả? Dạ. Dạy ở đâu? Em dạy ở Bến Tre. Ủa gì, làm diễn viên ở Sài Gòn rồi đi dạy võ ở Bến Tre? Dạ, có nghĩa là những lúc này mới đi phim thường thôi, còn lúc trước thì thỉnh thoảng thời gian rảnh thì mới đi phim. À, có đi phim thì chạy lên trên đây, còn dạ, không đi phim thì về Bến Tre. Dạ. Nếu vậy thì lên Sài Gòn thì mình ở đâu? Dạ, em ở quận 7, Quỳnh Trấn Phát. Ờ, điểm mạnh yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em á là kén ăn. Kén không có hay lắm. Dù như em cũng không ăn được mỡ, da. Rồi điểm mạnh của em thì về những cái công việc của em mà em yêu thích. À, điểm mạnh là việc mình yêu thích, còn ngoài dạ, cái việc mình yêu thích là yếu hết. Cũng được thôi. Cũng được thôi. Có vẻ hiền lành. Hiền. À, cô gái mà ghế màu đỏ hay giới thiệu mình đi nè. Em tên là Nguyễn Phương Vi. Phương Vi. À, em sinh năm 2002. Em thì hiện tại đang là sinh viên bảo lưu Văn Lan ngành thiết kế mỹ thuật số và học thêm song song một trường kỹ xảo điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em có làm bên cộng tác viên bên trường kỹ xảo điện ảnh của em. Với lại là em đang xin thực tập ở một studio về game trên thành phố. À, vừa học vừa làm đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê quán của em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Với chị luôn rồi. Trời ơi, đồng môn. Dạ. Thế mạnh và thiếu em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là thích vẽ. Em cũng thích đọc sách. Kiểu em khá là khó tính trong công việc, nhưng mà đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tại kiểu làm việc nhóm, khi mà em làm nhóm trưởng thì cũng có vài bạn nói kiểu em khá là khó tính kiểu vậy. À, thì công việc thì mình phải là trau chuốt cho công việc của mình thì mình mới khó đúng không? Dạ. Cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc, mặc dù em không có ý gì hết nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc. Và thậm chí là em làm mặt vui cho anh coi coi. Đó, vẫn vui mà, đâu gì đâu cọc. Tại em chưa có niềng xong nên là em bị ngại, em rất là ít cười. Lúc mà em làm việc em cứ kiểu Quay trở lại với tình chuyện tình trường ha. Vì mình sẽ bắt đầu tiếp tục từ anh chàng ở ghế màu xanh. Rồi tình trường của em thì sao? À, trải qua mấy mối tình rồi em? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì sinh viên. Cái đó thì không tính. Và mối tình thứ hai thì quen được 6 năm rưỡi. Gần cưới thì họ đi theo người khác. 6 năm rưỡi? Dạ. Mà gần cưới họ đi theo người khác? Dạ, chắc là say nắng chị. Em biết không, trước đó có biểu hiện gì trước đó rồi gọi là để cho mình đánh động mình chưa? Dạ, thì biểu hiện thì cũng ít quan tâm, ít nhắn tin. Bạn đó ở Sài Gòn, còn em thì làm việc ở Bình Phước. Nên là nó cũng hơi xa nên là nó nhiều khi cũng xa mặt cách lòng. Dạ, ha. Xa mặt cách lòng. Dạ. Cuối cùng là người ta tự nói cho em biết hay là em phát hiện cái gì hay như thế nào? Đến cao trào á thì mình mới tìm hiểu ra thì biết là người ta đã say nắng một người khác. Dạ. Thì cũng có níu kéo, cũng nói chuyện rất là nhiều, thuyết phục nhưng mà không thể. À, câu chuyện này cách đây lâu chưa? Cách đây cũng hơn một năm chị. Nhưng bây giờ có còn nhớ cổ, còn thương cổ không? Dạ, nếu mà nhớ thì em không lên đây chị. À, nữ đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết luôn à.
Là coi như một năm nay là chưa có mối tình nào thế là khác hết. Dạ, đang ế chị ơi. Vẫn đang ế. Dạ. Đồng ý. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? À, 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Dạ. Có những thông số phức tạp quá. Thông số phức tạp. Tôi được không ạ? 0.5 truyền thống mà 1/2 hiện đại. Dạ. Thì tôi nói 50-50 đi cho nó rồi. Ông đang chơi chữ với tôi, gặp tôi dốt toán nữa. Vậy là ở trên mặc áo dài với mặc quần hip hop. Chắc dạ, vậy á. Dạ không đến nỗi vậy đâu, chủ yếu là liên quan đến tính cách thôi. Dạ. Dạ chỉ cần dễ thương là được. Dễ thương là được. Dạ. Có cần cao cân nặng đồ không? À, chiều cao 1m55 trở lên. 55 trở lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m72. Dạ. Chuẩn ha. Rồi. Ok. Em hãy tâm sự dạ. Của em sao nè. Cũng rất là tình cờ là tới bây giờ em cũng chỉ có một mối tình thôi. Vẫn một mối tình duy nhất dắt dài. Và mối tình đó cũng kéo dài 6 năm. 6 năm. Vì sao hai người chia tay? Hồi đó hai đứa chỉ đến với nhau là nói chuyện với nhau vui. Bạn nó học giỏi, bạn chỉ mình. Còn sau này thì hai đứa dần dần có những cái suy nghĩ khác nhau và đi hai cái con đường khác nhau. Và em thấy là dần dần em và bạn trai cũ của em á, giống như một cái hình chữ V luôn. Và không có đường quay lại. À, những khoảng cách. Và ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Rồi bạn ấy có níu kéo gì không? Dạ có chứ. À. Có níu kéo rất nhiều nhưng mà em quyết tâm. Em có ngại yêu xa không? Dạ có. Tại vì hồi trước khi mà em quen bạn trai cũ của em á, thì hai đứa cũng yêu xa. Tại vì lúc em học lớp 10 là anh học lớp 12, xong sau đó anh lên đại học là bắt đầu yêu xa rồi đó anh. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì em thích yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Cho nên là em cảm giác là em không thể yêu xa được. Em là năm nay nhiêu tuổi? 95 dạ, em 26 chị. 26 rồi muốn khi nào lấy chồng? Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em dời deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè. Em vẫn chưa có bồ luôn. Thì em dời deadline tiếp là tầm khoảng năm 29-30. Thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao? Nếu mà có bồ thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và ý là tìm hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn. Dạ đúng rồi. À, chốt đơn luôn đúng tại không? Tại vì gia đình cũng đã rất là hối rồi. Nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp, nó quá gấp gáp. Dạ. Nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng không? Đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cái người ta xa chút mà người ta đầy đủ điều kiện, người ta tốt thì tuy xa mà gần. Có nghĩa là mình sẽ tranh thủ mình rút ngắn cái thời gian mình tìm hiểu lại, mình về chung một nhà thì mình đỡ yêu xa. Về đi từ từ tìm hiểu tiếp, vừa yêu vừa tìm. Những cái mẫu người là thế nào nè? Con gái yêu bằng tay mà anh. Con gái yêu cho bằng nên là với em thì ngoại hình nó chỉ là cái thứ chính thôi. Em cực kỳ bị thu hút bởi một bạn nam có một cái chất giọng hay, trầm và điềm tĩnh. Tại vì hai cái đó là hai cái em không có. Bình thường nói chuyện rất là nhanh, vẽ lúc nào cũng nhoi nhoi á. Bây giờ là phải tập luyện hai chàng trai bởi em phải nói tiếng mèo. Có chị thấy là có một người rồi đó. Sai gần ăn thua trong lòng mình, trong trái tim của mình. Sự chân thật mới là đáng quý đúng không? Bây giờ nó cũng có nhiều cái công nghệ rồi thật. Có điều kiện thì hồi xưa em sắp xếp là sao? Vì đó là em mới còn đi học, em còn ăn tiền gia đình. Dạ. Đúng không? Bạn trai em đi làm cũng còn chưa có gọi là kinh tế ổn định. Thì đâm ra xa mà nó xa luôn. Còn nếu như bây giờ mình đã chủ động được cái đời sống của mình, nhất là những cái người chồng mà người bạn trai mà chủ động được kinh tế, người ta có điều kiện, người ta đi lại thăm nom em thì nói chuyện tuy xa nó cũng sẽ là gần. Hai bạn bên đây tôi có nói thể gì được không? Được chị. Có thể kêu meo meo giùm tiếng được không ạ? Meo. Đâu kêu đi, em kêu thử. Meo. Đó, dễ thương quá, con mèo dễ thương. Em kêu meo meo thử coi. Meo meo. Meo meo. Trời ơi, có hai con mèo vẫn ngon quá đi thôi. Trời ơi, tình yêu gì ghét bắt người ta làm mèo luôn à. Chàng trai ở cái đỏ nha, tình trường của em sao? Em có một mối tình sôi động lúc năm 2015. Mà cái lúc đó là em vừa lập nghiệp. Thì em không có mà có thời gian để mà bên cạnh người ta nhiều. Mối tình thì kéo dài cũng một năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Rồi ai chia tay? Nói chung là hồi lúc đó thì từ từ xa nhau. Cũng có nói và bạn kia nói chứ. À bạn kia nói. Rồi em có níu kéo gì không? Là em đồng ý luôn, chia tay luôn? Cũng có. Nhưng hồi đó thì cũng muộn. Rồi, còn mối tình sao? Dạ cũng vài tháng rồi chị, 2-3 tháng, tầm 2-3 tháng. Em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau chứ. Chung thì những cái bạn đó thì không có chững chạc, không có lập trường á. Có nghĩa là cái tính thì cũng kiểu như là gọi là con nít mà quá đáng á. Cái đụng cái thì chia tay, đụng cái thì chia tay. Mệt ha. Dạ đúng rồi, mệt lắm. Giờ bận dỗi đồ này kia hoài mình không có tìm. Là mình ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều. Mẫu người lý tưởng. Dạ mẫu người lý tưởng thì đối với em thì chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc.
duyên bản sao nè, chuyện tình duyên bản sao? Mối tình chính thức thì 4 mối tình, nhưng mà 4 mối tình. Wow, 19 tuổi 4 mối tình. Tan ra lăng tan 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 tan. Nhưng mà thật chất thì chỉ là 2 mối tình thôi. Mấy kia là gió thoảng mây bay thôi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu luôn. Là khi mà em học lớp 11 và anh ấy học lớp 12. Rồi lúc mà khi mà anh ấy lên đại học thì bắt đầu có khoảng cách. Em cũng giống chị Hiếu là em rất là sợ yêu xa. Rồi ai nói lời chia tay? Dạ, ảnh là người nói lời chia tay. Là ảnh nó nói bận học quá ha, anh tập trung học, không có lo lắng chuyện tình yêu nữa. Dạ. Là mối tình đó bao nhiêu lâu? 1 năm rưỡi. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Do em cao 1m52 thôi. Nên là em muốn cải thiện, nên em muốn phải một người khoảng 1m7. Trời, là anh muốn là 1m7 chứ. Tính tình chững chạc với trưởng thành, đôi khi mấy bạn bảo em già trước tuổi. Ok, dễ ẹt có luôn. Nhưng mà trước khi cho mấy bạn coi mặt nhau thì bây giờ cùng hỏi ý kiến của người thân. Người thân ở bên dưới ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. Rồi bây giờ xin chào anh trai bên kia nha. Mình là đi theo ủng hộ ai vậy anh? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Bà và cùng hai em gái tham dự chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là anh rể của em Cường. Dạ. Cường ngồi ghế xanh. Cường. Dạ. Còn đây là cháu của Cường, con trai. Dạ. Tôi hôm nay tôi đi là gánh vác trách nhiệm cho con trai vợ gửi gắm. Đi hôm nay làm sao kiếm được một gì đó để về báo tin vui. Dạ. Cho ông bà già vợ vui. Thì nói chung hai cô bé đây rất là hiện đại, trẻ mà vừa tri thức nữa, nên xét về góc độ tôi thấy cũng rất là ok. Chỉ cho em mình được chọn cô thôi thì mình thấy cô nào phù hợp. Cái này hơi khó nha. Hơi khó. Bây giờ cho con trai. Con thấy cô ghế màu xanh với cô ghế vậy, màu đỏ. Khó gì con trời. Thích cô nào? Con trả lời thầy ba đi. Dạ cô xanh. Cô ghế màu xanh. Tại sao con thích cô gái màu xanh? Vì con ấy, nó hợp. Con nghĩ vậy thôi. Cháu góp ý cho. Cô ghế màu xanh thì thấy nó hợp. Cảm ơn con. Con. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Đạt. Rồi. Dạ em tên Quý, em bạn của Phụng. Bữa nay thấy hai bạn nữ ở đây rồi góp ý cho người bạn cùng tiếng của mình chứ. Áo xanh nè. Áo xanh hả? Ghế xanh. Ghế xanh. Vẫn là ghế. Vì ghế sao? Xanh đúng không? Dạ tại vì em thấy cái lứa tuổi á cũng xem xét với bạn của em. Rồi cảm ơn Quý. Rồi chào em. Em giới thiệu em tên là Minh Phúc và hiện đang là bạn của cô gái bên ghế màu đỏ ạ. Ghế đỏ. Rồi. Cũng do em rủ ái nữ của em lên. Để ái nữ hả? Để sao, kiếm sao cho sao kêu bằng ái nữ kỳ vậy? Ái nữ là bạn em hả? Tại sao kêu bằng ái nữ? Tại vì nó thường hay pha trò với em, với lại em cũng hay mến nó. Nên em thường hay gọi như vậy. Có tính nghệ thuật cao thì em nghĩ là bạn ngồi ghế màu đỏ sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà do là khoảng cách về tuổi tác và cũng như là cái công việc thì em sợ là sẽ không phù hợp được. Em chỉ khuyên ái nữ của em vậy thôi. Còn tùy thuộc vào ý kiến của ái nữ. Ok, cảm ơn em. Rồi. Hôm nay ý kiến nhìn thấy rất là rõ ràng, dứt khoát, ngắn gọn. Rồi. Bây giờ khó lắm. Nói gì nữa bây giờ phải... Ai nữ còn nhỏ quá, ai nữ chưa muốn lấy chồng, nên làm cho ở dưới người thân cũng rất là hoang mang. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Cười đi ai nữ ơi, cười tươi lên con, cười tươi lên. Chào em. Chào em, chào em. Em tặng quà. Tặng đi chứ. Quà Bình Phước nha, quà Bình Phước nha. Đó. Cao 1m72 đó nha. Đó. Em tặng anh cũng tặng kìa. Cảm ơn em. Dạ. Em có quà cho anh chị. Có quà cho anh chị nữa. Dạ. Hả? Rồi, đợi cảm ơn em. Đâu, quà cho anh chị đâu. Chu đáo quá, ai cũng có quà hết trơn. Dạ. Ơi, quà đặc sản Bình Phước. Rồi, chị cảm ơn nha. Wow, ăn ngon luôn. Thôi, cảm ơn em nhiều. Bình Phước một điều nha quý vị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, quá trời quà luôn. Em cũng có quà. Em có quà rồi, em tặng đi. Nói là em rất là thích vẽ, nên là tối hôm qua em không ngủ. Wow. Em thức cả đêm em vẽ.
Qua em ơi, chị thấy rồi, chị thấy đẹp quá. Trời ơi, Tường ơi. Trời ơi, có vẻ gì Cát Tường nè. Đâu gì Tường đâu. Em Nguyễn Phương Vi thân tặng diễn viên Cát Tường. Trời ơi, em Nguyễn Phương Vi. Đâu đưa đây nè, chị đâu. Trời ơi, đưa quá trời luôn nè. Trời, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Em thấy là tuy là quà hơi trẻ con nhưng mà do là em là dân mỹ thuật nên là em mong rằng cái hộp màu này có thể tô màu cuộc sống của anh. Trời ơi, cảm ơn em, nó dễ thương chứ sợ. Mình cũng có phần quà cho hai bạn. Thì tặng bạn màu hồng đi. Tặng bạn. Quà chứ nó có ý nghĩa riêng hết trơn nha. Ngồi đi rồi bây giờ mình biết khai thác nè. Qua đưa quà và còn nhấn mạnh này màu hồng. Ủa màu hồng với màu xanh khác nhau em? Dạ, màu hồng với màu xanh khác nhau xíu. Khác chỗ nào? Nhưng mà màu hồng thì nó về tình cảm một xíu. Màu hồng là nói về tình cảm một xíu. Ra coi coi bé. Khui đi, khui đi. Em cứ khui tự nhiên. Đó, em cứ khui đi, anh cho khui kìa. Coi có sách sửa gì nè, đọc lên nói nghe nè. Nói hơi kỹ ha. Đây, của em. Dạ, 99 bài học giành chiến thắng trong công việc. Tại vì hai cuốn nó đều như nhau cho nên cũng tặng cho hai bạn để mà giúp ích cho cuộc sống và công việc của hai bạn hơn. Vậy là chỉ gói cái màu hồng với cái màu xanh ở ngoài cho nó khác chút, nhẹ nhàng chút vậy thôi đó hả? Dạ. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, bây giờ qua tới anh này. Sao vậy anh? Sao tặng một bên là bó hoa, bên với quà nó có ý nghĩa gì không Tư? Đặc sản Bình Phước. Đúng rồi, đặc sản Bình Phước là đúng rồi đó. Trời ơi. Tiếc quá em không mang đặc sản Tây Ninh luôn. Muối hả? Dạ, muối tôm. Muối tôm, muối tôm. Em gái ơi, cái xanh cảm nhận như thế nào rồi khi nhận quà của anh ấy? Dạ, đầu tiên là em cảm ơn anh vì một bó hoa rất là đẹp. Và thứ hai nữa là hôm nay em tới chương trình hơi vội á, cho nên là em chưa có chuẩn bị quà kịp cho hai bạn. Cho nên là bây giờ em sẽ chắc là dùng lời ca tiếng hát đi. Tặng quà cho hai bạn đi chứ. Rồi, mời em. Em sẽ hát một đoạn nhỏ để tặng cho hai anh. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại nhau không. Và thế là em đã biết nhớ thương, tình chút nhẹ nhàng vì đó vẫn vương. Anh tên là gì thế cho em làm quen nhé, mong hai ta cùng chung lối về. Tình bước nhẹ nhàng mình đến với nhau, chẳng có xa là nào giữa chúng ta. Từ giây phút mình tình cờ thấy nhau, trái tim như rung lên. Wow. Em đặt thơ, đặt thơ cưng. Dạ. Thế thì là giờ cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào nè? Dạ, rất là hay và rất là sáng. Rất là hay, rất sáng nha. Đọc thơ, xin mời quý vị lắng nghe. Anh xin tặng bài thơ này cho em. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ, em là ngọn cỏ màu xanh. Em quên mất. Đi qua đây cho nắm tay chút, có chút động lực. Đi lên đây. Anh tặng bài thơ này cho em mà. Riêng tặng cho em, nắm tay nhau rồi đọc đi cho nó dễ. Thuốc nè, bác sĩ ơi. Đó, bắt đầu chữ, bắt đầu chạy nè. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ. Nắng đỏ gì? Là hoa cỏ xinh tươi. Em ơi anh hỏi nhỏ, nhỏ đã mở lòng hay chưa? Anh là nắng, anh là gió, anh là để dành cho em. Có cầm tay, thấy ca thơ được như quý vị. Và cảm nhận như thế nào? Dạ, rất là ấm áp. Nói chuyện với người ta chứ phải là anh gặp em lần đầu tiên gặp em gì đó. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì anh thấy em rất là xinh, rất là năng động. Có ra 1/2 gì đó chứ không phải 5 gì đâu. Đủ tiêu chí cho anh không? Anh thấy em chiếm 100% hiện đại. Vậy là em không đáp ứng được tiêu chí của anh thôi. Nhưng mà anh thấy vấn đề đó cũng không là vấn đề. Anh có thể thay đổi mình. Đúng không? Dạ, cảm ơn bài thơ của anh, bài thơ rất hay ạ. Rồi, cặp đôi xanh thì đã có phần diễn biến rất là ấn tượng rồi. Giờ cặp đỏ tính sao đây? Hôm nay thì em cũng đang bị chấn thương cho nên em không có đánh được nhiều. Chấn thương đâu vậy? Chỉ vài đòn thôi, tại trong lúc em tập các cái đơ á. Ok, chuyện vài đòn chứ mình nói mình võ thuật nha, đâu có tin. Gió không nha. Đạt không lại có đạt. Đạt có được không?
Sao cơ? Thế phần biểu diễn vừa rồi của ảnh như thế nào, em gái? Anh làm em nhớ tới ba của em, ba của em và công em. Ủa vậy hả? À, em xin hát bài Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Nàng Thơ, rồi, xin mời. Vào được khúc luôn. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta như vết hằn. Như đó thôi ạ. Trời ơi, sao bà cười hát buồn so vậy con? Hát thì tớ hát cái mặt buồn ngay vậy? Tại bài buồn á. Rồi bây giờ mình hát cái gì vui vui chút cho nó không khí lên coi. Cười. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có biết sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh. Cái bài nó hay liền chứ bộ. Cười lên là cái bài nó hay liền. À, bé hát câu cái nó cười, bé hát câu cái nó cười. Hát câu cười. Dễ thương. Thôi một tràng pháo tay cho em nó đi. Quá dễ thương rồi ha. Em nghĩ giữa tình yêu với hôn nhân nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu mà giải giải thích thì hơi dài. Tại vì em sống, em lớn lên ở một gia đình đã ly dị. Thì trước đây có một bé nhắn tin hỏi em là hôn nhân đôi khi là người ta không lấy nhau vì tình cảm. Cái tờ giấy ly dị thì cũng chỉ là hai người thôi, nó không phải là đánh giá hết được. Nên là nói với em là hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Hai anh đó, ý kiến của cô bé mới 19 tuổi đó. Chính chắn về hôn nhân đó, thấy ghê chưa? Gần như vậy chứ có 2.000 bạc thôi đó. Sao anh trai? Okay, anh lớn nhất trong nhà nè, anh nói thử quan điểm tình yêu. Với em thì tình yêu hôn nhân là phải chân thành, tin tưởng lẫn nhau, vượt qua được khó khăn, cuộc sống thì mới lâu bền được. Đối với em thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng như bạn Vi, ba mẹ em ly hôn lúc em 14 tuổi. Đối với em thì khi mà lấy nhau rồi á thì nó sẽ khác hơn tình yêu một xíu, có nghĩa là sẽ bên cạnh mỗi ngày, sẽ quan tâm lo lắng nhiều hơn. Em suy nghĩ là bình thường mình quen nhau nó đã rất là vui rồi, gặp nhau rất là vui, mà mình về ở chung một nhà nữa thì nó còn vui tới cỡ nào. Sao mà mọi người lại nói như vậy? Em nghĩ là sau này với em thì tình yêu và hôn nhân nếu có khác thì nó cũng chỉ khác một chút thôi. Thời gian chúng ta trò chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Để mà cảm nhận được nhau thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn. Hôm nay chương trình giống như chị Tường nói lúc đầu ha, mỗi bạn đều có hai cái cơ hội như nhau. Nếu tụi mình là tuổi trẻ, thích thì cứ làm, thích thì cứ chọn, thích thì cứ bấm. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra đằng trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 bấm. Hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì thích yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc. 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Bấm đi ạ. Và hết thời gian. Và chỉ với một người bấm thôi. Ba người còn lại. Ủa nhớ hồi nãy đầu tiên chương trình hai chị em sớm lắm mà Đạt. Thì sớm đó thì bây giờ mình tự viết bản kiểm điểm coi lý do sao vậy. Em cũng không biết nữa, thì đôi khi là họ cảm xúc họ chưa tới. Tại sao em không chọn ai hết, trong khi chị thấy hai chàng trai của chị quá tuyệt vời luôn. Em ngại việc yêu xa một chút. À rồi. Rồi sao rồi con không chọn ai hết vậy con? Ai nữ? Con cũng ngại việc yêu xa lắm ạ. Tại chắc là do ám ảnh từ những việc trước. Con rất là ngại với cái việc mà mình phải quen một người ở xa. Cái con người hứa hẹn nhất quyết là phải đem về Bình Phước.
nhất quyết đến chương trình phải dắt một bạn nữ về Bình Phước mà không bấm gì cả. Áp lực ông anh nữa, ông anh ngồi dưới đổ hồi hộp nữa. Lý do? Cũng một phần là cũng bạn cũng ngại yêu xa. Dạ. Thì em thấy cái đó cũng là một cái rào cản. Tôn trọng ý kiến của em. Còn chỉ hôm nay mình cũng có bấm nút hang mà người ta không đáp lại thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nghĩ nếu mà hai người đều bấm nút thì trong thời gian này mình cứ tìm hiểu. Còn nếu mà tại vì em nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, chung là mình thích thì mình cứ làm thôi. Duyên chưa tới thì mình chờ cơ hội khác nha. Dạ. Chị Tường ơi, ngày hôm nay hình như là chủ đề mình xoay quanh về chủ đề yêu xa, thì chị hãy nói một câu công đạo về vấn đề yêu xa. Ok, yêu xa nó cũng có những cái rất là thú vị. Ví dụ như sẽ có những thời gian nhung nhớ, tôi đã từng yêu xa và tôi đã từng khóc. Mà cái khóc đó là cái khóc hạnh phúc, khóc nhớ nhung nhưng mà nó hạnh phúc. Khóc để chờ đợi khi mà nhận được cuộc điện thoại của bồ, nhận được một cái món quà từ phương xa. Đúng là rồi. Tự nhiên tôi sẽ vỡ òa và tôi sẽ cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì bây giờ á, công nghệ thì có cái điện thoại thì vẫn có thể là xem được xuyên thông luôn. Hồi xưa là đâu có được. Cho nên quan trọng ở đây không phải là yêu xa hay yêu gần, mà cái suy nghĩ và cái đối phương có đủ tầm để đủ cho mình tình cảm để cho mình vượt qua những cái trở ngại về địa lý hay không. Đó, để này đơn giản vậy thôi. Dạ. Không có gì cả nha quý vị. Nói chung là hôm nay là Duyên chưa có tới, làm cho bốn bạn đến đây rồi về tay không. Xin lỗi các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc của mình và một cái tình duyên đâu đó nó sẽ đến với mình một cách sớm nhất nha. Tất cả chúng ta vui lên vì còn quá trẻ, lúc nào cũng cười tươi lên cho đẹp nha. Vui phải cười lên đẹp quá chừng luôn. Gửi tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG, không có chứa chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho các bạn. Kính thưa các bạn, cặp đôi không thành công thì cũng có đừng lo lắng nha, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó chính là gói premium của ứng dụng sẽ ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thank you, hẹn gặp lại.